ở tập trước trong Trời Sứ Một Cặp mùa 6, cuộc chiến thành âm. Ba đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân, Giang Hồng Ngọc và Bùi Lan Hương đã tìm được cho mình một nửa hoàn hảo. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên các cặp đôi sẽ bắt cặp với nhau trên sân khấu. Các đội trưởng sẽ cùng những thí sinh của mình mang đến màu sắc âm nhạc như thế nào? Liệu họ có tận dụng và phát huy được các điểm mạnh của thí sinh như sự kỳ vọng của giám đốc âm nhạc Huy Tuấn? Tất cả sẽ được thể hiện trong vòng thi đêm nay trên sân khấu của Trời Sứ Một Cặp với chủ đề Bài Hát Đầu Tiên.